Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại vlog tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình lại về quê để tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao 2021 do xã Cây Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An tổ chức. Và bộ môn thi đấu đầu tiên đó là môn bóng chuyền. Và đây cũng là bộ môn mình đam mê nhất. Đấy là lý do mình vượt 300 cây số từ Hà Nội về Nghệ An để tham gia cái trận đấu này. Và bây giờ đội của mình sẽ vào sân khởi động trước trận đấu. Và tên của đội bóng của xóm mình là xóm Kỳ Lâm. Đội bóng mang tên Kỳ Lâm trong trang phục áo xanh quần đen. Và đây cũng là trận đấu đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay. Trận thi đấu khai mạc loại bóng chuyền Nam Đại hội Thể dục Thể thao huyện xã Kỳ Sơn lần thứ 9 năm 2021 giữa hai kỳ phùng địch thủ, giữa đội tuyển Kỳ Lâm và đội tuyển Phương Minh. Đội tuyển Kỳ Lâm trong trang phục áo xanh quần đen, bên tay phải của cầu thủ chính. Đội tuyển Phương Minh áo xanh quần vàng, bên tay trái của cầu thủ chính. Trong danh tính chiều điều khiển trận đấu khai mạc sáng nay, trọng tài số 1 trọng tài Hồ Hữu Hải, trọng tài số 2 trọng tài Nguyễn Công Hương. Trận đấu bắt đầu. 0-0. Kỳ Lâm phạt bóng. Như vậy là chúng ta nhìn thấy ở trên sân, chúng ta có thể nhìn nhận ra những ngôi sao của bóng chuyền Kỳ Sơn. Cầu thủ đặc biệt đáng chú ý, cầu thủ ba áo số 7, anh Hữu Đông, một trong những tay đập rất mạnh của chúng ta. Phải nói một ngôi sao một trận đấu chúng ta rất phải đáng chú ý đáng xem. Mặc dù anh đã rời xa quê hương 10 năm nhưng với tinh thần phong trào bóng chuyền, giải năm nay anh tiếp tục trở về cống hiến cho đội bóng chuyền quê nhà. Và ở phía Phương Minh, chúng ta cũng không thể được nhắc đến một tay đập cầu thủ mang áo số 9 Văn Lộc, một trong những tay đập rất lực của bóng chuyền Phương Minh trong những thời gian qua. Và một tay chuyền hay Kim Lộc. Phải nói là một trận đấu rất trong mơ, phải là một trong mơ. Nếu những khán giả chúng ta bỏ lỡ trận đấu này thì phải nói là một điều rất đáng tiếc cho bóng chuyền. Tỷ số điểm hiện nay là 2-1 nghiêng về đội tuyển Phương Minh. Theo nhận định của giới chuyên môn, ở trận đấu khai mạc đội tuyển Kỳ Lâm có phần nhỉnh hơn, nhưng quả bóng tròn chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Bóng trong sân, điểm cho Phương Minh 3-1. Một lượng khán giả rất đông đã đến xem và cổ vũ cho đội tuyển thể dục thể thao xã nhà lần thứ 9 năm 2021. Vâng, ở đây chúng ta có thể thấy trên sân xuất hiện rất nhiều bông hồng và xuất hiện rất nhiều các cầu thủ bóng chuyền đến từ huyện Đô Lương cũng lên xem, đặc biệt là các chiến sĩ bộ đội cũng không cả ngoài quán ra thôi để chúng ta về xem, như là chiến sĩ Anh Đào bộ đội nhà thân cũng về đã xem và cùng chia sẻ. Tỷ số điểm 2-3 nghiêng về đội Kỳ Lâm. Trọng tài nhắc nhở đối vị trí của đội tuyển Phương Minh. Yêu cầu chúng ta nghe hiệu lệnh của trọng tài. Đây là một giải đấu chính thống của Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Sơn, Đại hội Thể dục Thể thao, nên các cầu thủ chúng ta phải tuân thủ theo quy định của ban tổ chức, điều lệ của giải và dưới sự chỉ giám sát của trọng tài, điều hành của trọng tài. Hữu Đông, phải nói là mặc dù tuổi tác anh đã có tuổi tác nhưng với chiều cao, sức bật và khả năng khéo léo, Hữu Đông đang còn xử lý những pha bóng rất tinh tế. Bước còn không đối của Kỳ Vinh, trong bóng điểm Kỳ Vinh, điểm cho Kỳ Lâm 4-3. Điểm cho Kỳ Lâm 4-3.
Như vậy chúng ta có thể quan sát ở cái giải đại hội thể dục thể thao năm nay, chúng ta thấy rất nhiều ngôi sao trẻ, rất nhiều bác xóm đã cho các cầu thủ trẻ vào sân. Đây là một điều đáng mừng cho nền bóng chuyền Kỳ Quân Sơn, trẻ hóa lực lượng chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao huyện Tân Kỳ năm 2021. Bóng bắt gọn. Vậy trọng tài xác định bốn chuyền của đội tuyển Phương Bình. Điểm cho Kỳ Lâm 6-3. Rất tốt, cầu thủ mang áo số 7 phải nói là của Phương Minh, một cầu thủ rất trẻ nhưng anh có sức bật rất tốt. Vừa rồi anh đã ghi điểm về cho đội tuyển Phương Minh, tỷ số điểm 4-6. Tỷ số chưa nói lên điều gì, khoảng cách chỉ 2 điểm thôi quý vị ơi. Một lối sân cân rất tiếc cho Văn Lộc. Vừa đây anh đã có một pha vào đà rất tốt, rất tiếc do sân cơn bóng lớn. Hiếu Đông phạt bóng. Một pha bỏ bóng rất hay của Thắng Lê, đó còn là ở biệt danh là Thắng Cá ở Đập Kỳ Lâm, rất ma quái. Phải nói là không chỉ trong các giải đấu nhưng trong chiến bàn anh cũng có pha bóng rất tinh quái. Như vậy chúng ta nhận thấy ở đội tuyển Kỳ Lâm xuất hiện các cầu thủ Văn Ngọ, cũng là một trong những kỳ cựu của bóng chuyền Kỳ Sơn. Một lần Quân Vương, Facebook Quân Vương, cầu thủ một tay trái cũng lừng danh. Điểm cho Kỳ Lâm 14. Như vậy theo quan sát của ban tổ chức chúng tôi, mặc dù là trời có đổ mưa nhưng với cái niềm đam mê bóng chuyền của xã Kỳ Sơn và tinh thần thể thao của xã Kỳ Sơn, một lượng khán giả đến rất đông. Phải nói là một lượng khán giả đến cực đông ở sân số 2. Chúng ta thấy trận đấu bóng chuyền giữa đội Kỳ Lâm và đội Phương Bình của tỉnh Đà Nẵng rất tinh tế. Quân Phương đẩy vô đồng tay đi. Vừa rồi bóng đá chưa qua lưới, trọng tài quyết định đổi điểm về cho Phương Bình 5-11. Vừa rồi Quân Phương đánh bóng chưa qua lưới. Kim Lộc phạt bóng. Facebook là Lộc Kim số 3, một trong những cầu thủ rất nổi tiếng với những pha phạt bóng rất uy lực. Nhưng tôi tiếp anh là phạt bóng ra ngoài. Điểm cho Kỳ Lâm 12-15. Liên tiếp là những pha phạt bóng hỏng của các cầu thủ đội tuyển, cầu thủ của hai đội. Như vậy sau trận đấu giữa Kỳ Lâm và Phương Bình thì chúng ta sẽ chứng kiến một lần đầu xuyên kinh điển giữa Phương Kỳ và Tiền Phong. Mời hai đội Phương Kỳ và Tiền Phong chúng ta ra phía sảnh phía sau để chúng ta khởi động. Sau trận đấu này chúng ta sẽ đi ra trận đấu thứ hai luôn. Tiếp tục điểm cho Kỳ Lâm 14-6. Khoảng cách điểm bây giờ là 8 điểm, một khoảng cách điểm tương đối an toàn. Văn Hòa bóng qua của cầu thủ này. Tiếp tục là pha phát bóng của đội tuyển Kỳ Lâm. Văn Khánh cũng là một trong những ngôi sao thời F1 của nhóm mà hai tư ngũ. Anh không chỉ nổi tiếng với chuyện hai trận, anh còn có những pha phạt bóng rất mạnh, rất uy lực. Tỷ số điểm 17-6. Người
Nhìn đi bóng rất hay. Bắc Kiều cầu thủ số 2 của Kỳ Lâm có chiều cao không được lý tưởng cho lắm. Anh chỉ cao 1m65, vừa rồi anh có một pha xử lý bóng rất hay, rất tinh tế. Văn Thọ, Văn Thọ đánh bóng bật tay cắn đi ra ngoài. Điểm cho Kỳ Lâm 18-7. Tuấn Vương bắt bóng. Vừa rồi Văn Tuấn cho lá một phụ huynh rất hay. Như vậy Hiếu Trung đã giành điểm về cho đội Kỳ Lâm. Như vậy những ai hâm mộ bóng chuyền Kỳ Sơn chúng ta không thể quên được những pha đánh bóng của Hiếu Trung. Một vậy, nhưng hiện nay anh mặc dù anh đã tuổi cao đúng một năm rồi, nhưng với những pha đánh bóng rất uy lực của anh cũng mang lại ghi điểm. Một trong những ứng cử viên cho chức vô địch của Đại hội Thể dục Thể thao năm nay. Điểm cho Kỳ Lâm 21-7. Như vậy Đại hội Thể dục Thể thao năm nay với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, các nhóm các đội đã có sự chuẩn bị nhân sự rất chu đáo, công tác tổ chức tuyên truyền bài bản. Phải nói là một cái đại hội thể dục thể thao mang tính chất cấp xã, nhưng phải nói là thu hút một cái lượng chú ý đã xem. Hiện nay các trận đấu của chúng tôi đều được truyền hình trực tiếp trên các fanpage cá nhân cũng như fanpage của đoàn xã Nghi Sơn để phục vụ cho những anh em bà con đi làm ăn xa để theo dõi và cổ vũ cho đại hội. Vừa đứng nhảy được rồi. Tỷ số hiện là 9-21. Và các trận đấu này chúng tôi đều trường hình trực tiếp trên các fanpage cá nhân. Phải nói là chúng ta nhận thấy một lượng khán giả đến sân rất đông. Như vậy điều này chứng tỏ nhân dân xã Kỳ Sơn có một cái niềm đam mê thể thao, một phong trào bóng chuyền đang còn rất mạnh. Hiếu Trung rất mạnh, rất uy lực và rất chính xác. Để tạo điều kiện cho các cầu thủ, chúng ta có những tham vấn cứ bóng, yêu cầu các cầu thủ viên chúng ta ra một xa vạch thôi chừng 1 mét. Các cầu thủ viên giúp ban tổ chức chúng ta ra xa vạch thôi một tí đây, ở vạch dấu chấm mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Thì số điểm 23-10. Điểm sông Vườn thì Quỳnh Bình 11-23. Thấp quá. Hiếu Trung đã bị Kim Lâm, một lá lan của bóng chuyền Kỳ Sơn, đã chặn bóng. Số 2 Phương Minh phạt bóng. Hiếu Trung rất hay, một pha đánh bóng lách tay chặn về vị trí số 1 của đội tuyển Kỳ Lâm. Như vậy set point cho Kỳ Lâm 24-12. Một pha đánh bóng bàn tay chặn không qua được hàng chắn của các cầu thủ Kỳ Lâm. Như vậy ở hiệp đấu thứ nhất, các cầu thủ Kỳ Lâm đã